Xin chào tất cả các bạn. Kể từ thời điểm mình đăng video này thì mình sẽ vừa đi bắt mật ong rừng, vừa thu mua lại mật ong rừng của bà con nơi đây. Quý vị khách hàng nếu có nhu cầu về mật ong chuẩn rừng thì có thể liên hệ với mình.